đứng ga, đứng ga, đổ ga. Xin chào quý khán giả, Từ Siêu đang có mặt tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Có một chiếc tàu đực đang tìm chủ. Thì quý vị hãy chờ xem để coi chạy máy gì. Chiếc này mình thấy dáng đẹp nha. Đi theo Từ Siêu vô chi tiết. Không mua là uổng lắm á. Nhanh tay lên nha. Chiếc mũi đây. Mũi này cũng cao nha. Kiên Giang 90022TS. Biển số đẹp. Hai cặp. Ghe đang nằm tại bến nhà. Chiếc cái bên ngoài là gã gòi rồi đó. Còn chiếc đực này dáng đẹp nha quý vị. Đóng tại gạch giá đó. Giờ mình lên ghe. Chiếc này đem về làm cào chiếc là đúng bài ha. Lắp keo dày đàng hoàng. Sàn khô còn ngon nè. Lên ghe. Ôi chiếc này không mua là uổng nha quý vị. Ở đây là đường dây neo. Neo đây đó. Trên ghe còn gì là giao hết đó nha. Ốp inox luôn. Ốp inox vô máng neo luôn. Tiền không. Mũi lô cao gọn. Thì cũ người mới ta nha. Chiếc này đậu khoảng 3 tháng nay. Ông nào mà bữa hôm điện kiếm cầu chiếc á, chiếc này là không lụm lũ nha. Giá là 850, 850 triệu, thương nhẹ. Đã quá quý vị ơi. Ở đây là phần trước này là luồng tuồng nè, dễ coi lắm. Về phần kích thước á, bề ngang á là 4m7 phủ bì. Còn bề dài á là 18m9. Đó. Còn tâm hạ là 2m2. Đây. Lửa xuống đây kiểm tra nha. Ghe này cây sao, có sửa lại là cây be răng. Quá đã. Nhanh tay nha, chiếc này chậm là hết nha, nói trước à. Rồi xuống đây kiểm tra nữa. Wow. Ở đây là luồng tuồng nè. Đó. Ba hầm trước là dễ lắm, dễ dòm. Anh chủ nói là cái phần cây này nè là anh mới sửa lại nha, mới sửa lại khoảng 2 năm nay. Đó. Thì được giá là chịu giá rồi đó, là quý vị có thể là cho thợ mộc đẽo cây kiểm tra đàng hoàng. Đó. Chủ ghe Sóc Xoài là có tiếng là kỹ nha quý vị. Yếm nè, ngon lành đàng hoàng. Thì ở đây là Từ Siêu quay gì đó, Từ Siêu khám thì cảm thấy là được đó. Cây sao hồi xưa, rồi xong rồi mấy ảnh sửa lại. Cây bà răng cũng còn cây sao luôn nha. Luôn tuồn vậy đó. Giao hết luôn. Chiếc này đem về làm gặp ship nè. Đó. Rồi làm ốc. Rồi nói chung là cầu chiếc là thích hợp nhất đó. Tại giấy tờ của nó là giấy tờ lưới kéo. Quá đã ha. Rồi đi lên. Cây cối ở đây thì Từ Siêu bao nha. Y chang vậy đó. Hầm này thì bên đây là có 3 hầm. Mà thổi mốt luôn rồi lắp keo luôn. Chút dở cho quý vị coi luôn. 850 à. Chiếc cái bán rồi. Rồi đi lên. Ba hầm này nè. Lắp keo rồi đó. Thổi mốt luôn nha. Để chứa dầu. Này là nó chứa khoảng 7 hầm rưỡi. Vậy là ba hầm là
khoảng 7 rưỡi hả? Không, 3 hầm, 7 rưỡi. Một hầm là 7 ngàn rưỡi ha? Ừ, 3 hầm nó 2 mấy ngàn. 3 hầm 2 mấy ngàn đó quý vị. Đó, thì quay thực tế như đó. Là keo là dày luôn. Đó. Hầm này là hầm không nè. Hầm này không có gì hết trơn á. Luôn tuồn với hầm máy ha. Thông với hầm máy ha. Đúng rồi, thông với hầm máy. Thì dạ. Thì nằm dưới đó anh bác mình. Dạ. Rồi mở luôn đi anh. Mở cho ta coi luôn đi. Dạ. Nó mình quay đằng kia con. Dạ. Mà khỏi mãi rồi có mãi rồi đằng đằng kia quay 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 lại. Dạ dạ. Gọi đèn cho cabin vô vô cabin này. Dạ. Đi sao á? Mà sao vậy? Giờ vô cabin nha. Vô cabin. Dạ. Lô bả. Lô bả. Ồ, lô gạch luôn. Sạch sẽ đàng hoàng. Trang bà thì phía bên tay phải này thông với phòng của anh em luôn nè. Chiếc này đem về cào chiếc nha quý vị. Cào chiếc là ngon nha, thu mua này nọ đó. Không mua là uổng lắm á trời, chiếc này. Tại vì bây giờ chủ nghỉ nghề, chiếc cái là gã rồi. Vô lăng inox. Còn mới đi định vị nữa. Giấy tờ này nọ đó, chút thì mình quay luôn. Tay ga số nè, inox. Loại này chất lượng nha. Inox 304. Đồng hồ. Đồng hồ báo nhớt. Rồi, đi ra làm sao? Cái phần bô lửa này nè là bằng sắt. Nhưng mà về thì nếu mà muốn tiết kiệm bền á thì mình quấn gòn amen nhăn rồi xong chét bột đá. Rồi lắp keo. Khi nào xài tới rồi đó thì mình mua bôi nóc gắn vô. Rồi ra làm sao? Bếp thì để phía bên tay trái. Đó, đó. Rồi sạch sẽ gọn gàng nha. Khoái lắm à. Hầm máy. Quá im. Đây, chìa khóa này nọ các kiểu đó. Bên dưới đường này chưa còn hậu. Ồ, bình nước ngọt inox luôn nha quý vị. Ồ, bình nước ngọt là bộn tiền nha. Rồi, chiếc này không mua là mua chiếc nào bây giờ. Trời ơi. Vô máy nè. Máy này là máy Hino 850. Chủ nói là đại tu rồi, bao cúp ít tăng đa. Nemo nó nhiêu ký vậy anh? 20. Đó, 20 ký, hoạt động bình thường. Quá trời. Hộp số này là anh chủ nói là mua trong thùng nha. Máy thì mua nghĩa địa khoảng là 3 năm trở lại. Hộp số này là hộp số T300 9 tua rưỡi. Cây lắp của nó là 102 ly. Chân vịt nhôm mà nhôm Thái nữa đó. Là 2m45, 4 cánh. Bánh lái là bánh lái inox mà còn lắp keo nữa. Chủ này đầu tư dữ à. Chân vịt nhôm Thái là bộn tiền nha quý vị. Ký giờ là 200 mấy á nha. Cứ gọi cho xưởng nhân vịt biết. Hỏi giá là biết à. Nhôm Thái nó bền hơn nhôm Việt Nam. Ngồi xuống nữa. Sau lái nè. Chạy truyền ống chỉ thằng cung. Quá đã ha. Thì chiếc này á, theo từ sư tính giá là được nha. Chậm là hết nha quý vị. 850 thường lượng nhẹ nha. Nhanh tay nha. Số điện thoại của anh chủ á, ở dưới góc màn hình á. Gọi cho ảnh. Chút nữa mình lên mình quay giấy tờ đàng hoàng ở nhà luôn. Cái máy này là máy phát nè. Kia. Kia 30 hả anh? Kia 30. Đây truyền Nemo. Nemo này nhiêu ký anh? 10 ký. 10 ký nó hoạt động bình thường luôn. Này mình chấm đề là nổ ha. Đúng rồi. Dạ dạ. Dạ. Rồi chút nữa là quay luôn. Đó. Từ từ. Cái gì cũng từ từ nha. Hộp số nè, thấy không? Mua thùng luôn. Cái dàn phi chứa dầu này nè là hai mấy cái nha.
nó ảnh nói anh còn nhớ gì đó. Bên đó với hai bên hông này luôn. Dạ. Hai bên hông này luôn, hai bên hông luôn. Mấy bình nước ngọt thấy bộn tiền rồi đó, mấy chục triệu rồi đó. Vô bộn rồi đó, các kiểu rồi, nghiêm chỉnh rồi hoài. Này cây sao nè thấy không? Cây sao của Đỗ Long nè. Bền lắm. Sao hồi xưa là hài hớn gì nó. Rồi cây cối thì ổn luôn nè, khỏi coi đâu. Quá trời ngon. Bình ở đây á là 4 cái 200 nè, nó ngon lành đàng hoàng, bình đề bình đèn đó. Máy này từ siêu khám rồi nha, chủ cũng bao của Bách Tân Đa, bao hơi đàng hoàng, mới đầy tu khoảng 2 tháng nay thôi. Dầu á thì anh chủ nói là còn ở trong đây nè, là còn cỡ 200-300 lít đó, thì có tặng cho quý vị hết luôn đó. Thì cứ thương lượng cho ảnh. Còn máy đây á, là máy đèn này hoạt động bình thường đó. Rồi bình thường nha, khỏi lo nha, khỏi thử đâu. Bao, hầm máy như là gọn gàng rồi. Chiếc này im nha quý vị. Nhìn thấy cái bình nước ngọt inox là mình khoái. Rồi đầu tư quá, im. Rồi đi lên. Ở đây là chiều chiều ngồi hóng mát, khỏe nè. Thông ra được luôn, thông gió mát. Thì cứ gọi cho chủ nha, mình khám rồi. Ghe này chất lượng nha quý vị. Tại chủ họ không làm nghề nữa, chiếc cái thì bán rồi rồi. Còn chiếc đực này nè, giờ anh chủ muốn cho nó nhanh gọn lẹ để con cháu đi học không người giữ ghe, cũng người mới ta về thì mình lên ụ thì mình sơn phết lại. Cái sàn khô này là cũng còn ngon luôn nha, sàn khô này còn ngon, từ xưa thấy là ok rồi đó. Thì về nếu mà làm cầu chiếc thì mình lên cẩu. Lan can cũng vậy nè, lan can còn mướt đàng hoàng. Về nếu mà ai muốn im thì lắp keo luôn nha, lắp keo luôn.
quay thực tế như đó. Sao lái đây? Lái đôi này, lái đôi vừa luôn. Quá đã ha. Làm được nhiều nghề lắm. Giấy tờ lưới kéo. Về phần giấy tờ á là tại nhà. Máy là trùng với giấy đàng hoàng, quý vị khỏi lo. Và giấy tờ á là phần này á chủ á, là sẽ giao cho quý vị hết. Chỉ là quý vị lo ba cái tiền mà công chứng này nọ đó. Rồi ở đây á là chủ sẽ ra ký giấy công chứng đàng hoàng cho quý vị. Nó còn phần tiền quý vị muốn làm sao quý vị làm tự lo. Còn ở đây á là máy định vị nhỏ Samsung. Hai máy điện lớn 6 băng thì hoạt động bình thường đó. Giao gì đó. Rồi cứ gọi cho chủ nha. Hàng này là chất lượng nha quý vị. Chậm là hết nha. Mấy anh Cà Mau, Bến Tre gì đó. Nhanh tay nha. Rồi cứ gọi cho chủ. Quá im.